đi thăm cái chuột các bạn ơi. Trời sáng trưng này. Rồi chuẩn bị đi các bạn Hai. chưa rồi đó. Giờ đi các bạn ơi, đi vào qua khu bên đây, sáng quá nó chói quá. Đây các bạn ơi, mở hàng cái đầu tiên các bạn ơi, ba giỏ giỏ nào cũng thơm hết trơn á con. Không có con gì, không có con gì phải không? Không có con gì các bạn ơi, thiệt không có con gì luôn. Nhìn trên đó một cái à, nhìn trên đó nè, ba cái à, ba cái luôn các bạn. Đây cái là lùm cỏ rồi không các bạn ơi, lùm bụi rồi không, lùm không, lùm à, lùm lùm thì lùm thôi, chưa xuống tới cái gặp nữa lùm đâu đó, đừng lùm đường con này các bạn ơi. Mở hàng được con nữa này các bạn, đã quá. Tiếp nữa các bạn ơi, cái lá này nó hôi gình rồi trời, lá thứ địch. Đây các bạn, cái Út đang ra các bạn ơi, đường con nữa nè. Đó. Chụp cơm cho bá luôn. Này được hai con rồi các bạn ơi. Con này nó hai con. Thôi, tiếp nữa các bạn ơi. Được bốn cái mà hai con, hai cái hai con rồi lụm rồi. Tiếp nữa các bạn ơi. Ở đây lụm rồi. Ai da. Chết lớn hả? À chết lớn vậy thôi đi. Đây các bạn ơi. Dạ đây nãy giờ thăm năm số cái chưa dính nữa. Hả? Ở dính con kìa hả? Dính được vậy các bạn. Đã. Chùa cơm cho bá luôn trời. Không nói chứ con bự luôn. Đúng rồi. Đây gà ít thiệt nhưng mà con bự. Được cái con bự, được ba con bự rồi. Cái có cái không, cái có cái không cũng được, xen kẽ. Tiếp nữa các bạn ơi. À, đây các bạn ơi, giờ vô cái lùm này các bạn ơi. Rồi cho cậu Út chạy vô đây lấy cái này nữa. Rồi chui vô cái này. Hơi cực rồi nghe. Ở đâu? Đây các bạn ơi, hai cái đựng con. Lùm. Bên này coi bộ cái này, cái màu này ở đây chắc không im rồi quá. Không im không. Đi về vào. Giỏ này không im rồi. Mấy giỏ kia im không cậu? Im rồi. Thôi, tí bữa các bạn ơi. Đây các bạn ơi, bạn biết trái này trái gì không các bạn? Trái này là cái món ngon của... Ây da. Để hoài. Ây da. Sao mà dai vậy? Da này các bạn ơi, đây nè. Đã quá. Đây thêm trái nè các bạn. Đã quá, tuyệt vời luôn. Trái nè. Đây các bạn ơi, giờ đi giỏ mới các bạn ơi, giỏ kia được 4 con các bạn. Cảm thấy bất mãn rồi các bạn. Đường này 7 cái ha. Trời, núm. Đã. Trời ơi, núm mối luôn các bạn ơi. Trời ơi. Hàng thơm các bạn. Đã dữ ta. Cái núm này á, có duyên á, đi là lụm được một ổ luôn á mới đã. Đẹp quá. Dính nè. Dính luôn các bạn ơi. Chùa cống luôn ha, khè khè luôn ha. Được gom các bạn. Mở hàng đầu tiên là lụm giỏ mới là lụm được con rồi các bạn ơi. Ê con. Cầm chút xíu nữa đi. Dài quá khu này. Bữa biết dậy xuống này đặt cái lồng gắn ngay đây được rồi. Đặt mấy bển không? Lùm nữa không? Như lùm không? Dài dài ra đây nè. Trên đó chút cái gì á. Đây các bạn ơi, hiện tượng lạ nữa. Lùm được con cầm gió cho bá luôn các bạn. Dính đường cầm gió. Còn ba cái được hai con các bạn ơi. Mà có một con cầm gió rồi. Không biết ăn bằng gì nữa. Tiếp nữa các bạn ơi. Đây các bạn ơi hả. Đựng con nữa các bạn ơi. Thêm cái đó nữa nè. Hai con. Trời sớm giờ vậy được có 6-7 con gì.
Giờ chắc vô mình đi tiếp nữa các bạn ơi. Tiếp nữa các bạn ơi. Giờ đổi điểm nữa. Còn hai giỏ nữa. Hai giỏ nữa là xong. Rồi đi dạ. Đây các bạn ơi, dính đường con nè các bạn. Trời ơi, dính đường con cóc nữa nè. Mà... quá trời con cóc này, lụm luôn á. Lụm cóc luôn kìa các bạn ơi. Tới luôn. Tới luôn, đi dài lên đây cũng ngon quá trời nè. Đưa cơm á. Đây các bạn ơi, đưa con vừa cơm nữa nè. Này thấy héo rồi, héo bèo rồi. Này chứ không có chuột giao cho người ta luôn á. Tiếp nữa các bạn ơi. Đây các bạn ơi, lụm con nữa các bạn ơi. Đi vào đây bữa nay hơi si rồi. Này yếu rồi ha. Này yếu chuột rồi các bạn ơi. Tiếp nữa các bạn ơi. Vậy các bạn, cá phi cho bá trời cho bá luôn kìa các bạn. Cá phi nổi lên luôn nha. Thấy không các bạn? Cá phi nhóc luôn nhưng mà mất hết con chùa, mất cái gặp các bạn ơi. Cậu xin tới ơi, cậu có dạch không? Hả? Đặt cái lợp gì? Mất tiêu cái gặp chuột rồi các bạn ơi. Đây các bạn ơi, mất hết cái gặp này được con mini nữa kìa. Giờ đi đi nữa các bạn ơi. Các bạn ơi, lượm được con nữa các bạn. Cái gặp này lần nào cũng dính chơi ha. Chọn vô cơm bự. Đã. À, tiếp nữa các bạn ơi. Đây dài lên khu trên kia nè. Đây các bạn ơi, lụm này các bạn. Úc mình gọi đó. Lội luôn các bạn ơi. Mình không có lội nên không có qua được. Tiếp nữa các bạn ơi. Đây các bạn, chuột cho bá luôn nè. Đã ha. Chuột cơm mà bự ngon. Đây các bạn ơi, Úc quỳnh tới rồi các bạn. Đù được hai cái hai con kìa. Cho con hay gì? Dạ Úc lộ. Tiếp nữa các bạn ơi. Qua đây. Giỏ này cũng im ha. Đây được mấy trứng cò nữa nè, đâu đá vậy. Bánh bao qua mai nữa kìa. 4 cái 3 con. Hả? 4 cái 3 con mà chuột bự bự không ha. Đã. Chuột bự bự gì vậy mới đã. Tiếp nữa các bạn ơi. Ba trứng cò. Hôm bữa mất tiêu. Hôm bữa gớt mất tiêu luôn các bạn. Đây các bạn ơi, tới nữa. Lụm luôn các bạn ơi. Mới vừa tới vừa lụm luôn. Dòng qua giường bên đây. Dài dài lên khu trên này quá trời. Đây, tiếp nữa bạn ơi. Lụm không? Hả? Không lụm hả? Quê. Đây các bạn ơi, giờ vô đây. Ồ, cái vô cống nè. Đường này chắc có vô cống rồi các bạn ơi. Úp mình lên đó thầm. Dính không cậu? Chuột cơm hả? Dính chuột cơm các bạn ơi, đường con chuột cơm kìa. Nó à, đi vòng qua dài dài qua đây. Hả? Nguyên cái đường cống nữa. Ê, dài dài đi. Xong. Đây các bạn ơi. Ở đâu? Mới chạy con công nữa hả? Bự không? Chuột cống bự không? Ồ, chuột cống bự quá hả? Mới chạy luôn hả? Đi không kịp luôn á. Nãy thấy sau thiếu gốm. Ô, cống. Đã. Chạy ở ngoài hả? Ừ. Cái ghê vậy. Chuột dữ vậy ta. Trời, để đẩy trên đi nhầm nhò gì. Nè, nó ăn ốc đây nè, nó ăn ốc kìa. Nó ăn ốc đỏ vậy. Chỉ còn tâm. Ừ. Con trong con ngoài hả? Ừ, con trong con ngoài. Dữ thiệt. Này được con chuột cống này không các bạn? Đã. Đây, tiếp nữa các bạn ơi. Bạn ơi, chui lùm chui bụi không các bạn ơi. Chui tè lè hết trơn. Anh cơ vô hả? Nguyên đường nữa hả? Nguyên đường đó sao? Dính con nữa hả? Dính nữa các bạn ơi. Dính chuột cống nữa các bạn. Đảo quá. Bự không? Bự không? À, nhỏ mà đâu bự đâu. Trường này nhỏ. Ừ, đã. Còn mấy cái nữa. Hết dạng này luôn hả? Rồi. Cũng được ha, nhỏ. Nhỏ hơn con kia. Nguyên bầy á. Rồi con công chúa đâu. Công chúa chạy mất tiêu rồi. À, tiếp nữa các bạn ơi. Hả?
dính luôn không? Sập mà không dính hả? Không mà. Trời ơi, uổng vậy trời, có chứ, có đường không? Có đường mà nó ót luôn hả? Thôi vậy thôi, đi đi qua bên kia đi. Đây các bạn ơi, dài để chắc nó ăn mấy củ hơi mì này nhắc bấy hết trơn rồi quá. Chân lớn rồi hả? Dính đâu dính hoài. Ừ. Đi tè lè cho người gớt cục mồi luôn. Không cho nó luôn. Dạ anh đây các bạn. Đây ăn thôi mỹ no rồi. Đây các bạn, ốc tế là giờ mình về rồi. Cái mình tổng kết lại mình cho các bạn xem nha các bạn. Đây khu này cũng nhiều quá. Nắm vậy? Trời ơi, gao nữa kìa các bạn. Được hai con chuột cơm các bạn ơi. Ba cái được hai con nữa các bạn. Rồi, giờ mình đi tiếp nữa các bạn ơi. Về chứ quên, lộn. Về mình tổng kết rồi. Đây các bạn ơi, giờ về tới nhà các bạn ơi. Ra đây lấy cái này được ngắm mùa ngót nữa nha các bạn. Quá trời ngon luôn. Rồi giờ mình đi đổ ra nha các bạn. Đó. Okay. Bữa nay không được trúng hung các bạn ơi. Cái này ít rồi không nhiều. Có vỏ đó nhiều á, vỏ đó được nhiều á, được mấy chuột cống nữa mà không hết khè luôn rồi. Mấy chuột cống hết khè luôn rồi, đến thinh luôn. Ờ các bạn ơi, giờ út chất ra nha các bạn, chất gì gần với gì. Hình là quay góc rộng rồi, phải gây góc ấy thì chất. Có con cóc nữa. Này ít à. 7 con. Có mấy con này nó nhiều chuyện quá, nó kêu quá trời kêu luôn bạn. Nó đập luôn gỗ kêu nữa. Đó nè mấy bạn ơi. Mì một con. Này chắc ít hơn mọi khi các bạn ơi. Rồi làm cái này cũng có bữa trúng bữa thất nữa các bạn. Chứ trúng vậy cũng đâu được. Thắt xì có con cái hả, sâu mũi luôn rồi, chết rồi. Đó, 12, 13, 14, 15, 15 con, kêu 4 con nữa, 19 con các bạn ơi. Được có 2 con cục cống nè, cứu vớt được đời trai. Nhớ hồi trước là nhiều quá, bữa nay đặc ất quá các bạn ơi. Đây, đây thêm 2 con. Không, được tới 3 kg. Bữa nay hả? Có 2 chuột cống. 2 chuột cống các bạn. Hai cống tơ rồi, đâu có bự đâu. Rồi các bạn thấy hay thì nhớ đăng like và đăng ký để biết những video mới nhất của mình nghe các bạn. Rồi hẹn gặp các bạn những video sau cậu đòn mà. Khán giả các bạn ơi.